Bóng với hình Huỳnh Uy Dũng. Hơn một năm nay, từ khi đại dịch Covid bùng nổ ra trên toàn cầu, tôi đã có những suy nghĩ của riêng tôi và được dựa theo một sự kết luận của các chuyên gia hàng đầu, chuyên nghiên cứu về dịch tễ để trình phương án cứu cánh cho nhân loại. Mọi nỗ lực cho đến giờ phút này, không ai chứng minh được là vaccine đã có hiệu quả với một loại Covid. Các nhà khoa học đã tuyên bố Covid này là một loại rất lạ, rất đặc biệt, rất tinh vi. Hình như nó là một ý thức gì đó để đối phó với chúng ta. Có thể không lường, chúng ta đã mất kiểm soát với nó, nếu không nói là chúng ta bất lực. Biến thể, theo như sự hiểu biết nhỏ nhoi của tôi, đó là không thể. Không thể, ở đây là không thể kiểm soát nó, không thể chống chế nó. Vậy, nó là ai? Theo quý vị, nó có sự sống không? Nó có linh hồn không? Theo suy nghĩ của tôi, nó không có sự sống, nhưng nó có linh hồn. Vì sao tôi nói như vậy? Tôi xin đơn cử một vài thí dụ. Chúng ta là con người, còn nó là cái bóng. Tôi tạm gọi nó là bóng ma, bóng hình, để quý vị dễ hiểu. Mà đã là bóng ma, bóng hình, thì có ai bắt được bóng bao giờ? Tôi suy luận ra, từ các chuyên gia, các nhà khoa học nổi tiếng nhất, các nhà khoa học đã khẳng định vaccine khi tiêm vào cơ thể người bệnh thì virus biết né tránh. Đây là nghĩa bóng. Nó là ai? Mà biết né tránh lúc ẩn lúc hiện và biến thể phòng thủ đối thủ và phòng thủ chống đối lại vaccine. Dựa theo những lời tuyên bố của các nhà khoa học, tôi cảm thấy đây là một cuộc rượt đuổi trong vô vọng. Chúng ta hết hy vọng này đến hy vọng khác. Nhưng sự thật ngày càng tồi tệ hơn. Mọi diễn biến xảy qua quanh chúng ta, nó như bao vây cuộc sống. Nó đang trừng phạt chúng ta từng ngày, từng giờ, từng quốc gia. Nó đe dọa sự sống của nhân loại. Quý vị có thấy không? Những gì đã xảy ra khiến chúng ta sợ hãi và bất lực. Mọi nỗ lực của các nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu cũng đau đầu để tìm sự thật, để có thể chế biến ra một loại thuốc thần tiên để cứu cánh cho nhân loại. Vậy, tại sao mọi nỗ lực của các nhà khoa học, những chuyên gia hàng đầu thế giới vẫn chưa khẳng định được một niềm tin trong cuộc chiến lần này? Phải chăng có một thế lực siêu nhiên vô hình đang chống đối lại chúng ta? Vì loại Covid này nó không có sự sống, nên làm sao có cái chết? Có phải các nhà khoa học đã chứng minh nó có biến thể vào từng quốc gia, vào từng đối tượng như một cuộc truy sát não nề tấn công chúng ta? Chúng ta là những con người đang chịu được những thế lực vô hình siêu nhiên này. Nó là một tội phạm, một tội đồ, một kẻ giết người vô cảm nhất mà chúng ta lại bất lực, không thể kết tội nó, không thể trừng phạt nó. Mà ngược lại, chúng ta là những cái hình bị những cái bóng rượt đuổi. Những gì tôi suy luận dựa trên nền tảng của các chuyên gia hàng đầu tuyên bố. Vậy thì, chúng ta đang sống trong một thời kỳ gì đây? Tôi xin đơn cử một ví dụ. Hiện nay, đất nước Ấn Độ đang bị truy cùng đuổi tận. Bao nhiêu cái chết thương tâm đã và đang xảy ra thật đau lòng. Chết mà không có chỗ để chôn, để thiêu, để đốt cho tử tế. Toàn là những điều bất ngờ đang xảy ra mà tôi sống 62 tuổi đầu mới chứng kiến. Theo tôi được biết, được nhìn thấy, mọi quốc gia đều có một tín ngưỡng, một tôn giáo riêng biệt. Họ giao tất cả niềm tin và tin chắc rằng niềm tin ấy, tôn giáo ấy là cứu cánh khi gặp mọi gian nan biến cố trong cuộc đời. Biệt nghiệp của mỗi con người, mỗi quốc gia. Nhưng lần này là một minh chứng có thể đi vào lịch sử để thấy rằng, phải ngộ ra rằng, niềm tin về nhân quả mới là niềm tin bất diệt. Đức Phật đã dạy cho chúng ta sống lấy nhân quả làm kim chỉ nam để sống cho kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Vì biệt nghiệp của mỗi con người, mỗi quốc gia, không ai có thể gánh vác cho ai. Tôi đã tin sâu vào nhân quả. Riêng tôi chọn cho mình một cuộc sống không có tôn giáo. Đây là cách sống của tôi. Vì hơn 60 năm cuộc đời, đạo của tôi trước là kính Phật, sau là ông bà tổ tiên. Và luôn ghi nhớ cái tứ ân để sống và thực hành, luôn hướng thiện. Với tôi, khái niệm đường tu nó rất đơn giản. Tôi chỉ lấy nhân quả làm nền tảng, lấy ngũ giới và bát chánh đạo làm kim chỉ nam để tu sửa và rèn luyện bản thân mình. Đó là ý kiến của tôi. Và tôi sẽ phân tích tiếp theo về cái bóng và cái hình. Thường,
thì cái hình được đi trước và cái bóng đi sau. Còn ngay thực tại bây giờ thì cái bóng đi trước, cái hình mình chạy theo sau. Một cuộc rượt đuổi trong vô thức. Nó đang làm chủ chúng ta, làm chủ cuộc sống, còn luôn được đe dọa và bất chấp, khiến chúng ta sống trong sợ hãi, lo âu và ai oán. Mọi đối tượng trong vô thức, vô cảm, chỉ có những đối tượng này mới nhẫn tâm hủy diệt loài người. Phải chăng đây là một bản án không có bị cáo? Và tại sao lại như vậy? Nghe thật buồn cười và mỉa mai, cộng thêm một chút ma mị và vô thường. Tại sao nó biến thể không ngừng? Tôi tin chắc một điều, chúng ta sẽ mất đi quyền kiểm soát dù chúng ta là cái bóng. Nhưng đến hôm nay, chúng ta đã bị cái bóng dẫn đường và kiểm soát chúng ta. Đây là một điều khó hiểu. Tôi xin suy luận theo các nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo cho nhân loại xa gần. Điều đó là chúng ta đã mất kiểm soát. Chúng ta bị một cái bóng, hay còn gọi là COVID biến thể. Khi nó biến thể, thì chúng ta hoàn toàn không kiểm soát được nó. Nó có thể làm vô hiệu hóa và có khả năng chống đối lại vaccine. Trong khi nó không có sự sống, thì chắc chắn với nó không có cái chết. Vậy thì ai đã điều khiển nó? Một siêu nhân nào, vô hình hay hữu hình? Nó nhân danh nó là ai mà nó đã giết người hàng loạt? Nó vô cảm đến mức có mặt để trừng phạt nhân loại. Có một điều tôi suy luận được theo suy nghĩ nhỏ nhoi của tôi. Đó là nó biết chọn đối tượng để trừng phạt. Đây là điều chắc chắn. Cả thế giới đã và đang trải qua một biến cố rất đau lòng. Sự mất mát này hơn 100.000 lần những cuộc chiến tranh đầy khốc liệt. Dù chúng ta có thông minh đến mấy, cũng không lường được kẻ thù, cũng không thể nào hiểu và đề phòng chống đối nó. Phải chăng nó đã thay mặt cái quả, cái nhân mà do chính con người đã tạo ra trong cuộc sống này? Nó đã vô cảm với chúng ta như chúng ta đã từng vô cảm, vô ơn với những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Trái đất này đã bị ung thư vào giai đoạn cuối, và chính chúng ta là những người đã vô ơn, vô cảm với những gì trời đất đã ban tặng cho chúng ta. Phải chăng chúng ta đang bị trừng phạt, bị cảnh cáo, bị đe dọa bởi một sức mạnh vô hình, siêu nhiên, đã và đang tạo ra kết quả, chính cái nhân mà chúng ta đã gieo ra? Với sự hiểu biết nhỏ nhoi, tôi có vài cuộc chia sẻ với quý vị đã một lòng tin Phật, tin sâu vào nhân quả. Tôi cảm ơn quý vị, quý bạn đọc đã quan tâm và chia sẻ những bài viết trên trang Facebook của tôi. Tất cả là những hiểu biết của tôi, những trải nghiệm của tôi, rồi tôi chia sẻ, và tôi chỉ mới đi vào con đường Phật Pháp. Tôi mong nhận được sự góp ý, trao đổi thêm của những người hiểu biết. Chúng ta cùng lắng nghe, tiếp thu, cùng nhau đi tìm con đường để giải thoát phiền não, tìm đường để quay về với tự tánh, với chính mình. Trân trọng cảm ơn. 12 giờ đêm ngày 1 tháng 5 năm 2021, cẩn bút Huỳnh Uy Dũng. Sài Gòn Daily xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại quý bạn đọc trong những chương trình tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.